Noel. Một cách rất khôn khéo, Gobo lao lên rồi, chắc chắn là bị mắc bẫy đến từ vị trí của Undead. Anh ta còn chưa tức điểm bỏ chạy đây. Thời điểm này anh ta còn tốc biến, nhưng có thêm hai cái tốc biến nữa, có lẽ anh ta cũng chả thoát được. Một tiếng ngang chặt là lên khu vực nửa trên của bản đồ đến từ vị trí của Undead. Chiều cuối của Irelia đã được kích hoạt, anh ta đâm kiếm lần hai. Sát thương hiện tại đang hơi thiếu và có lẽ họ bắt buộc phải lùi trong tình huống này. Dẫm đại địa chấn cố gắng đánh ngược trở ra đến từ vị trí của Undead, nhưng đây là một tình huống siêu bom địa ngục, rất thiếu một chút về mặt chính xác và đâm kiếm lao vào. Và khi Am soi dọn lại là cái mạng hạ gục dành cho Kinemon. Bị Zeta của Kinemon có tình huống hạ gục soi dọn, nhưng đây một tình huống áp sát được thủ dung một đường dưới là rất nhanh. Và Pego có mạng của Kinemon tiếp tục nhắm vào supporter. Supporter anh ta không còn trong mình, đó là tốc biệt và có vẻ sẽ là double kill cho người chơi đi rừng. Bên phía thì tôi nghĩ rằng là bên phía Bulldog có thể đánh được. Trừng phạt không cướp được. Không cướp được cái pha thi đấu rồi, hơi đáng tiếc, mặc dù khi nhịp xuống đến từ vị trí của Siba cũng là rất hợp lý. Do anh được chia ra ở rất nhiều cánh, trong khi đó ở đây là Noel đã hạ gục được thành công người chơi đứng giữa đối phương. Phía bên kia là một tình huống ràng buộc, chúng đến hai người làm cho tiếp tục là hụt đến từ vị trí của đó là Noel, nhưng cũng không sao cả. Đây vẫn là một pha thi đấu mà bên phía Buriram có được 3 mạng hạ gục. Bên SVP đang phải chia hai cánh, Acheny không có một góc quá tốt để chơi, nhưng phía bên đây Siba đã bốc lên một người và tham gia giao tranh có được một mạng hạ gục siêu hùng, làm thế đạp xuống chia cắt toàn bộ đội hình đến từ bên phía FPP. Undead vẫn đang cố gắng chống chịu từ tuyến trên, anh ta chống chịu là khá tốt. Yaki đang ở ngưỡng máu là quá thấp để không thể tham gia giao tranh. Cú đấm lý quanh ngược trở ra đến từ bên phía supporter. Kinemon vẫn đang có góc bắn là thoải mái, chưa ai động vào Kinemon cả. Và anh ta bắt đầu hạ gục những mạng hạ gục, những người chơi đang yếu máu đến từ bên phía của SVP cố gắng truy đuổi, đó là Acheny. Và giao tranh kết thúc, mặc dù FPP cố gắng bắt trong pha thi đấu vừa rồi nhưng chính họ ở trong pha giao tranh này để có thể tham gia với đối phương. Một tình huống sóng thần đến từ vị trí của Nami là rất tốt, siêu bom địa ngục kép góc được hai người, siêu giám thế đạp xuống ở một khoảng cách là rất an toàn dành cho những người đồng đội, nhưng Acheny đang không có khoảng trống quá lớn để xả sát thương. Anh ta vẫn bị làm choáng đến từ những tình huống thả cầu của Yaki. Yaki xuất hiện kịp thời và gây lượng sát thương là cực kỳ rồi. Giao Siba đang cố gắng bỏ chạy, Noel bây giờ mới tới đang cố gắng đâm kiếm vào vị trí của Papa, sau đó là Unbot bị dính một tình huống ràng buộc của đối phương. Double kill dành cho đó là Noel rồi. Con rồng đang nằm trong tầm tranh chấp, nó thuộc về bên phía của SVP. Khả năng trừng phạt đến từ vị trí của Pego. Một tình huống cân 2 đến từ vị trí của Noel, rất co quay, nhưng cuối cùng thì cũng không thể thoát về được. Siba đây thì sao, anh ta đang bị truy đuổi đó là Yagi. Và kiểu 1 thì tình huống 4 đánh 5 trong pha này vẫn là ổn dành cho SVP. Bắt đầu có một người lao xuống, đó là vị trí của Pego. Chiều cuối đến từ bên phía của Noel cũng đã được tung ra, siêu bom thì cũng đã tung ra, lượng sát thương là cực kỳ dồi dào. Nhưng đánh nhau ở trong hàng Baron này là không có lợi một chút nào dành cho bên phía của Buriram, cũng đã lao rất nhiều xuống hào Baron đến từ bên phía của cả hai bên. Và nhiều thành viên thấp máu, Siba bị hạ gục và bị nhổ chết bởi đó là Baron Yagi bị tấn công và đang cố gắng xoay cầu, cố gắng làm chậm, cố gắng gây rất nhiều hiệu ứng, cũng làm chậm vào đối phương với cái triệu pha lê của mình. Thì cuối cùng là triple kill dành cho Acheny, tên xuyên phá là chúng. Thì đấu đã xuất hiện, MVP tiếp tục là người là kiểm soát trước, siêu ra thế đáp xuống và mất đồng hồ ngưng động đến từ vị trí của Siba. Anh ta đang cầu kéo được rất nhiều thời gian, bắt đầu có những tình huống băng vào tuyến sau của đối phương đến từ vị trí của Noel. Siêu bom địa ngục cũng là rất đẹp trong tình huống này. David bị hạ gục rồi, Noel vẫn đang chưa có ai động được vào anh ta, đúng hơn là chưa ai hạ gục được Noel trong tình huống đó. Anh ta có rất nhiều thời gian để có thể cò quay. Kinemon thoải mái bắn từ tuyến sau, Siba còn một chấm máu và sống sót trong tình huống vừa dùng là tuổi lửa và mọi thứ đang bị giữ lại đây. Đó là vị trí của Pego, anh ta đang có một tình huống tăng bộ kiếm là không hợp lý, rất thương dồn vào mất cho mình đó là lướt ra thiên thần. Chưa cuối của Noel cũng không trúng ai cả và đang bấm đồng hồ gas, vẫn đang cố gắng cò quay. Búp từ đằng sau là David, nhưng lượng sát thương đến từ bên phía của SCP nó không phải là quá nhiều, trong khi đấy những tình huống ném bom là chất lượng hơn rất nhiều đến từ Acheny. Và đó là một tình huống ăn bút lao lên dập đại như chấn nhưng không có sát thương. Không thì đó có thể sẽ là một pha thi đấu không thực sự hợp lý, nhưng đây một tình huống giữ chạy được hai người, sát thương bắt đầu dồn vào. Nhưng sao vẫn có tình huống có thể tốc biến qua bên kia, tưởng đó là tinh vân cầu chỉ làm choáng được một người mà thôi, và đó là Siba. Sát thương bắt đầu dồn vào, siêu hùng giáng thế chỉ dập lại lên một thành viên, nhưng phía sau đó là Noel ta đang càn lướt và đó là double kill và có thể sẽ là triple kill trong tình huống Papa mất đi cho mình đó là đồng hồ gas, không thể về nhà được. Và bốn thành viên còn lại đến từ bên phía của Buriram sẽ lấy được đi thành công ván đấu đầu tiên, và đồng nghĩa với việc câu chuyện bám đuổi top 4 đến từ vị trí của FPP nó sẽ càng xa hơn nữa. Sáng cửa cái khả năng có thể chiến thắng được đại diện này đến từ vùng Thái Lan. Ba người dẫn lên khu vực đường trên, ông bước ra là mục tiêu lựa chọn lần này thì là kéo chúng. Tất nhiên pha hôn gió thì sẽ không thể nào trượt được và chia nhau chống chịu để có thể lùi về được. Không có ai bên phía Buriram phải nằm xuống cả. Thôi còn đó, tất cả những gì mà bên phía bên kia họ có thể làm được tiếp tục là một lần nữa thì Pego có một pha thi đấu là tương đối chảnh mạc khi mà anh ta có một tình huống tăng bộ kiểm tra. Trước đây là một tình huống kỳ lực dưới chân và có được cái luồng sát thương từ đằng sau đến từ Papa là tương đối nhiều, nhưng vẫn đang thoát về được đến từ vị trí của Siba, nhưng supporter thì không, anh ta sẽ phải đặt xuống chết thay cho người đồng đội của mình. Papa vẫn đang xuất hiện chết thay cho mình, một tình huống khiêu khích chính hai người đến từ supporter. Sóng âm chính xác ngày trưa đang cố gắng truy đuổi theo ôn bắt một chấm máu mà thôi, một đòn đánh thường nữa là đủ. Noel đang phải sử dụng cái giáp của mình để kích hoạt lên, bị hạ gục bởi đó là Papa.
nhưng Papa cũng đã bị nằm lại sau một tình huống cố gắng tấn công đến từ Buriram. Chagi là người đến sau trong pha giao tranh này, anh ta sẽ được hưởng lợi là rất nhiều vì thành viên bên phía Buriram đang rất thấp máu và rất nhiều mà hạ cũng đã thuộc về MVP ở trong trận thi đấu trong pha giao tranh vừa rồi, và họ đang 4-0 và quyết định trả ngược sát thương. Papa cũng là một người chơi đang rất tập trung trong trận thi đấu này, nỗ lực cước vào người của Papa. Papa vẫn đủ sát thương để hạ cùng người chơi đi dừng đối phương. Shiba phải nằm lại trong tình huống đó. Supporter đang cố gắng chống chịu lực sát thương lá chắn Duran được tạo ra, anh ta không thể khiêu khích được ai và anh ta cũng đã bị hạ gục rồi. Bắn với theo là rất nỗ lực đến từ Papa nhưng Papa bị bổ đến từ máy chém đau sớt của Noel. Noel tích cực đủ nội tại lên đầu của nó là David và ba bổ liên tiếp triple kill dành cho Noel. Tích nội có tụ hợp đủ cả 5 thành viên ở đây rồi. Tạm thời đội hình MVP đang bị chia ra tốc biến lên đến từ vị trí của David và sử dụng khổng lồ hóa để cố gắng hất tung rất nhiều thành viên của đối phương, nhưng cuối cùng anh ta cũng chỉ là một Nunu mà thôi và bị hạ gục Lulu mà thôi, và bị hạ gục một cách rất nhanh chóng. Đang cố gắng bay mùa đến từ vị trí Shiba, đu theo đến đó là Papa và có mạng hạ gục người chơi đi dừng đối phương. Nhưng Papa đang bị dồn sát thương, bên MVP mất 3 người. Yagi cố gắng co quay và thuận góc từ phía sau nhưng góc đánh này sẽ là rất khó, quyết định vẫn lao vào đến từ Yagi. Anh ta sẽ cống hiến trọn vẹn thanh xuân của mình trong pha giao tranh này, cố gắng bay mùa. Phóng phi tiêu cũng bắt là chính xác, chiều cuối của anh ta cũng là rất nhiều sát thương. Nhưng Noel thì lại là một câu chuyện khác vì đây đang thực sự là một con quái vật bên phía Buriram đang sở hữu. Anh ta cố gắng có quay phóng phi tiêu qua phía bên tốc biến nào. Noel có mạng hạ gục Legendary của mình và quét phía của SVP vẫn đang thi đấu là vô cùng tập trung. Rồi tốc biến lao ra, kiêu kích là trượt đến từ vị trí của supporter. Nhanh ta quay ngược trở lại với một tình huống siêu dáng thế hấp tung là rất đẹp trong pha giao tranh này và ngay lập tức bốc hơi, đó là Unbat. Anh ta như một con creep trong đội hình của SVP vậy. Nộ lòng cược nó vẫn đưa double kill dành cho Papa. Anh ta cố gắng quay với lượng máu là cực kỳ thấp của mình. Theo Yagi đã có một tình huống phóng vi tiêu chính xác vào người của Noel, sau đó là sắp chiêu hoàn hảo quay ngược trở lại rất mượt. Đó là một tình huống bật đà sóng âm vào mắt của chúng ta. Sóng âm vừa rồi nó tệ hơn cả anh Minh Tân nữa và giao tranh bắt đầu vẫn tiếp tục được nổ ra mặc dù có nhiều chiêu thức là không chính xác. Chiêu ra thế được quay ngược trở lại đến từ supporter. Supporter đang cố gắng chống chịu lực sát thương Tego, cố gắng combo phía bên đây, bắt đầu ngưng ngọng đến từ Tego rồi. Akali của Yagi thì sao, lượng máu là rất thấp nhưng ta vẫn có thể có quay tốc tiến lao lên với quick save của mình đến từ vị trí của Noel và máy chém nó sớt lại vào người được cao máu nhất, đó là David. Nhưng cuối cùng sau khi hết bật đồ ngưng động thì Papa cũng đã phải nằm lại kia đó. Con Darius trong tay của Noel đã là full đồ rồi và tiếp tục là một thì họ đã bắt lại được vị trí của Paygo. Nên nhớ Paygo có khá nhiều công cụ để có thể câu kéo thời gian. Siêu hùng dáng thế nhưng không hất tung được mục tiêu là quá quan trọng. Ông bắt đã phải lên bảng điểm số tiếp theo mục tiêu được chọn. Đó sẽ là Yazi và lần này thì Yazi không được chơi rồi, sát thương nó sẽ là mất hết, không có góc bán dành cho Papa và anh ta đang là tương đối đơn độc. Những tình huống cơn mưa Icathia trúng nhiều mục tiêu cũng sẽ khiến cho Papa không gây được quá nhiều lượng sát thương và mất đi lớp giáp thiên thần. Đó là Paygo, mũi tên xuyên phá tiện luôn David lên bảng điểm số và sẽ chỉ còn lại một mình Papa tốc biến vào trong. Những tình huống mũi tên xuyên phá là không trúng và bay ngược trở lại để chơi đến từ Papa và đó sẽ là chiến thắng dành cho Buriram. Một trận thi đấu rất nhiều tiếng cười đến từ cả hai bên, đặc biệt là vào xử lý cuối cùng này đến từ cả 5 thành viên của FPP. Like fanpage Liên minh Hình thái Tốc Chiến Esports và nhấn subscribe kênh YouTube Liên minh Hình thái Tốc Chiến để cập nhật những tin tức thú vị và theo dõi giải đấu Icon Series.